Người chồng vô dụng của nữ thần, Lâm Chính. Tập 124. Sức mạnh của sấm sét giống như những chiếc xúc tu, lao thẳng về phía thần thú hộ trận. Cuộc tấn công dồn dập và áp đảo khiến thần thú không kịp phản công. Thần thú hộ trận bị sét đánh trúng, ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, phun ra một cột lửa lao thẳng về phía Lâm Chính. Bất cứ nơi nào cột lửa đi qua, không gian đều bị thiêu đốt và bóp méo. Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một tia sét từ lòng bàn tay phóng ra, xé toạc cột lửa, đánh vào cơ thể thần thú đang bảo vệ trận pháp. Tuy nhiên, thần thú hộ trận chỉ khẽ run rẩy một chút rồi nhanh chóng hồi phục. Đôi mắt rực lửa của nó càng đỏ rực phẫn nộ. Nó đột nhiên giơ vó trước lên và dậm mạnh xuống đất. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra xung quanh theo vòng tròn. Ngay cả những người ở xung quanh cũng phải sốc trước sức mạnh này. Lâm Chính đang lơ lửng giữa không trung cũng cảm nhận được sức mạnh của làn sóng xung kích, anh vội vã đổi tư thế để tránh né. Nhưng sóng xung kích cực kỳ nhanh, vẫn kịp lan tới chỗ Lâm Chính khiến thân thể anh run rẩy trên không trung. Lâm Chính hai mắt nheo lại, tạo một phản lực đánh về phía sóng xung kích. Anh tăng tốc hướng về phía thần thú hộ trận, đồng thời, hai tay múa nhanh, sức mạnh sấm sét đan xen trong tay tạo thành một mạng lưới phức tạp nhắm thẳng vào phần đầu của thần thú. Cơ thể thần thú rung chuyển, những ngọn lửa vô tận lao tới như cơn lũ, va chạm với lưới sét, phát ra ánh sáng chói lóa và một vụ nổ chói tai. Thật đáng sợ, đây là sức mạnh của thần thú hộ trận do tổ tiên chúng ta để lại sao? Người của Đảo Thiên Khiếu thốt lên kinh ngạc. Ngay cả thiên nữ lúc này cũng ngẩn người. Tuy rằng không hài lòng với Lâm Chính, nhưng cô ta cũng phải thừa nhận, thực lực của Lâm Chính quả thực ngoài sức tưởng tượng. Trong ánh sáng của ngọn lửa, bóng dáng Lâm Chính lờ mờ ẩn hiện. Anh tiếp tục phóng ra sấm sét, cố gắng chấn áp ngọn lửa của thần thú hộ trận. Ánh sáng kỳ lạ xung quanh thần thú càng trở nên chói lọi hơn, những phù văn cổ xưa và bí ẩn đó dường như sống dậy và bắt đầu xoay tròn rất nhanh xung quanh nó, cung cấp cho thần thú luồng sức mạnh lớn hơn. Có vẻ như trì hoãn như thế này sẽ chỉ tiêu hao hết năng lượng thôi. Thần thú này được trận pháp hỗ trợ, năng lượng của nó là vô tận, cần phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Chính hít một hơi thật sâu, tập trung sức lực, điều động toàn bộ năng lượng sấm sét trong cơ thể, dùng tay kết ấn và lẩm bẩm niệm chú. Trong phút ầu trời bị mây đen bao phủ và sấm chớp lóe lên. Một tia sét cực mạnh từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào thần thú hộ trận. Tia sét này chứa đựng năng lượng cực lớn, như muốn xé nát trời và đất. Không phải nói người này chỉ am hiểu y thuật và võ thuật sao? Tại sao lôi thuật của cậu ta lại thần kỳ như vậy? Đảo chủ quay lại nhìn Tiên Chính Nhất. Tiên Chính Nhất khẽ lắc đầu, không biết trả lời thế nào. Thần thú hộ trận bị đòn tấn công bất ngờ và mạnh mẽ này đánh trúng liền gầm lên một tiếng đau đớn. Cơ thể nó run lên, ánh sáng và phù văn trên cơ thể lập tức mở đi rất nhiều. Thăng rồi sao? Mọi người đều choáng váng. Nó gầm lên liên tục, ánh sáng trên khắp cơ thể nó bắt đầu thay đổi. Chẳng bao lâu sau, từ cơ thể nó phát ra vầng sáng giống như một trận pháp cổ xưa. Sau đó, một làn sóng năng lượng đáng sợ bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của thần thú. Tự phát nổ sao? Đảo chủ mặt biến sắc. Lâm Chính cũng nhận thấy thần thú hộ trận có điều gì đó kỳ lạ, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Không ngờ thần thú hộ trận này lại có ý định tự phát nổ. Có điều cũng phải thôi. Nó không phải là một sinh vật sống mà chỉ là một dạng năng lượng hình thành từ trận pháp này. Cho dù nó có tự phát nổ, nếu trận pháp thượng cổ không bị phá hủy thì nó cũng sẽ không chết. Lâm Chính hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, tập trung sức lực, bắt đầu dùng năng lượng bao phủ thần thú hộ trận. Năng lượng phóng ra rất kỳ diệu, tỏa ra nhiều màu sắc khác nhau, hỗn độn khiến người khác không thể nhìn thấu. Tiên Chính Nhất giọng thất thanh. Làm sao có thể? Thiên nữ cũng thốt lên kinh ngạc. Bí mật của ngũ hành. Đảo chủ hít một hơi thật sâu. Nguồn năng lượng này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của người dân đảo Thiên Khiếu. Ánh sáng lóe lên giữa lòng bàn tay Lâm Chính, năng lượng phun ra, tạo thành một vòng xoáy năng lượng đầy màu sắc, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhưng giây tiếp theo, bùm, ngay khi năng lượng của Lâm Chính vừa bao bọc thần thú, một vụ nổ kinh hoàng vang lên. Thần thú hộ trận phát nổ ngay tại chỗ, năng lượng đáng sợ lan ra xung quanh như thủy triều. Nhưng ngay khi những sức mạnh này sắp tràn ra khỏi cổ trận, năng lượng đầy màu sắc do Lâm Chính phóng ra lập tức quét qua và bao trùm mọi thứ. Toàn bộ năng lượng hủy diệt do vụ nổ tạo ra đều bị chặn lại. Cái gì? Tiếng cảm thán của mọi người không ngừng vang lên. Cái này, làm sao có thể? Thiên nữ cũng choáng váng tại chỗ. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng do vụ nổ này tạo ra đáng sợ đến mức nào.
Tuy nhiên, Lâm Chính lại có thể trực tiếp chặn đứng nguồn năng lượng này. Sẽ không có ai tin nổi chuyện này trừ khi họ được tận mắt chứng kiến. Bí mật của ngũ hành, không thể sai được, đây chính là bí mật của ngũ hành. Đạo chủ khàn giọng nói, khó trách người này có thể hấp thu cả thiên lôi khóa long. Hóa ra là do cậu ta nắm trong tay thứ này. Năng lượng dần dần tiêu tán, trận pháp cổ xưa trở lại bình thường. Lâm Chính một mình đứng ở trung tâm trận pháp, lặng lẽ nhìn về nơi bắt đầu của cổ trận. Ánh sáng liên tục phát ra từ đó, từng luồng năng lượng sôi sục như nồi nước. Bị đun sôi. Cổ trận lại sắp tạo ra thần thú hộ trận mới, Lâm Thần Y. Đạo chủ dường như nhận ra điều gì đó và ngay lập tức hét lên. Lâm Chính di chuyển nhanh chóng, lắc người lao về phía nơi năng lượng đang sôi sục, và trước khi năng lượng này được giải phóng, Lâm Chính đã dùng năng lượng của mình trấn áp nó. Trong nháy mắt, năng lượng sôi sục bị dập tắt. Lâm Chính nhìn chằm chằm vào nơi bắt đầu trận pháp một lúc, sau đó trực tiếp ngưng tụ năng lượng của mình thành một ngọn núi, chặn ngay ở nơi bắt đầu trận pháp. Thiên nữ nhìn thấy vậy, mặt biến sắc, sao anh dám? Lâm Chính quay đầu lại, lạnh lùng nhìn. Chỉ một cái nhìn đã chặn đứng những lời tiếp theo của thiên nữ. Thiên nữ cắn môi, tuy rằng không hài lòng nhưng cũng không dám dễ dàng mở miệng. Lúc này, cô ta đã hoàn toàn bị Lâm Chính thuyết phục. Lâm Chính cũng không chú ý đến phản ứng của thiên nữ. Sau khi trấn áp năng lượng của nơi bắt đầu trận pháp, Lâm Chính bắt đầu nghiên cứu và phân tích trận pháp cổ xưa. Người ở bên ngoài chỉ có thể mở to mắt nhìn Lâm Chính, yên lặng chờ đợi. Bí ẩn của trận pháp cổ xưa này có lẽ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta, Lâm Chính thì thầm, như đang nói với chính mình mà cũng như đang giải thích cho những người xung quanh. Lâm Thần Y, cậu có phát hiện gì không? Cái gì? Những người xung quanh hóa đá ngay tại chỗ. Giải trừ, ý của cậu là, giải trừ cổ trận. Đạo chủ hai mắt mở to hỏi. Phải. Lâm Chính bình tĩnh nói. Không, nếu làm vậy, chẳng phải đại trận sẽ bị hủy hoại sao? Thiên nữ giận dữ hét lên. Lâm Chính liếc nhìn thiên nữ, sau đó nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi nói, lời này của thiên nữ quá nông cạn, tôi chỉ nói tạm thời tháo dỡ và di rời đại trận, không phải là phá hủy hoàn toàn đại trận này. Nếu có nghi ngờ về phương pháp của tôi, vậy xin thiên nữ hãy đề xuất một kế hoạch hiệu quả hơn. Khuôn mặt của thiên nữ tối sầm lại và cô ta lập tức im bặt. Mọi người nhìn nhau, vô cùng nghi ngờ và bất an trước một ý tưởng táo bạo đến vậy. Lâm Chính thấy vậy, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt kiên định nói, tôi đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần trước khi đấu với thần thú hộ trận và nghiên cứu nguồn gốc của trận pháp, tôi đã đại khái đoán được một số nguyên lý cốt lõi của đại trận thượng cổ này. Mặc dù có rủi ro, nhưng khả năng thành công là cực kỳ cao. Đại trận thượng cổ thâm sâu như vậy, làm sao anh nhìn mấy lần là có thể đoán ra nguyên lý của nó được? Euro ó người không khỏi phản bác. Tôi không giống các người không hiểu được đại trận này. Nhưng tôi chỉ cần liếc nhìn mấy cái là có thể hiểu được. Lâm Chính hừ một tiếng. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, ai nấy đều rất bất mãn với thái độ ngạo mạn của Lâm Chính. Nhưng đảo chủ lập tức đưa mắt ra hiệu cho họ, lúc này mọi người mới cố gắng kiềm chế sự bất mãn của bản thân. Đảo chủ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, nếu muốn tiến hành kế hoạch đó thì chúng tôi cần hỗ trợ cậu như thế nào? Lâm Chính nhìn chung quanh, đáp, trước hết. Chúng ta phải chuẩn bị một số vật liệu đặc biệt có thể chịu được sự dao động năng lượng của đại trận cổ xưa và duy trì sự ổn định của nó, chẳng hạn như linh thạch mã não hoặc sắt thiên thạch. Mọi người nghe xong đều gật gù và bắt đầu thảo luận về cách tìm kiếm những vật liệu quý giá này. Lâm Chính thì tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về trận pháp thượng cổ. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua các đường vân của đại trận, cảm nhận được dòng năng lượng ẩn chứa trong đó. Mỗi đường vân đều giống như một mật mã cổ xưa đang chờ anh giải mã. Trong quá trình tìm kiếm những vật liệu quý hiếm, mọi người đều gặp rất nhiều khó khăn. Linh thạch mã não chỉ tồn tại ở sâu trong những mạch núi linh thiêng của những nơi cực kỳ lạnh giá. Nơi đó được bảo vệ bởi yêu thú hệ băng hùng mạnh. Còn sắt thiên thạch chỉ được tìm thấy trong các miệng núi lửa, xung quanh là các dòng khí lưu hỗn loạn. Nhưng vì đại trận thượng cổ, họ không còn cách nào ngoài dấn thân vào hiểm nguy. Trong khi chờ đợi các vật liệu được thu thập, Lâm Chính không ngừng mô phỏng các bước tháo rời và tái thiết đại trận trong đầu. Vài ngày sau, các vật liệu lần lượt được thu thập. Lâm Chính không lãng phí chút thời gian nào và bắt đầu công việc tháo dỡ đại trận. Anh cẩn thận bóc tách các đường vân của đại trận và lưu trữ năng lượng của chúng trong các thùng chứa làm bằng linh thạch mã não và sắt thiên thạch. Mọi chuyển động đều cực kỳ chính xác và thận trọng, nếu không cẩn thận, mọi nỗ lực trước đó sẽ thành con số 0. Khi công việc tháo dỡ trận pháp tiến triển, ánh sáng của đại trận dần dần mờ đi.
không gian xung quanh bắt đầu hơi méo mó. Chủ nhân đảo Thiên Khiếu lập tức ra lệnh không ai được phép quấy rầy Lâm Chính. Người dân trên toàn đảo chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhiều người cảm thấy khó chịu. Đảo chủ, người này, đáng tin cậy sao? Trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn, như thể có thể nhìn thấu mọi bí ẩn của trận pháp cổ xưa này. Khi phần trọng yếu nhất của trận pháp thượng cổ được tháo dỡ và phong ấn thành công, Lâm Chính thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng toàn thân dường như bị rút cạn sức lực, bất giác run lên. Thấy vậy, đảo chủ muốn bước tới giúp đỡ nhưng Lâm Chính đã giơ tay ngăn cản. Tôi không sao, bước tiếp theo là tìm một nơi thích hợp để xây dựng lại đại trận này, Lâm Chính khàn giọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.